Chào tất cả các bạn. Thời gian vừa rồi á, thì một số các bạn có hỏi mình về việc làm thế nào để chọn một cái sàn giao dịch tiền kỹ thuật số để chúng ta làm tiếp thị liên kết có nhiều lợi thế nhất. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn ba cái tiêu chí để các bạn lựa chọn một cái sàn giao dịch tiền điện tử mà nó đưa lại cho các bạn nhiều cái lợi thế. Thì thưa các bạn, việc lựa chọn một khi mà chúng ta làm tiếp thị liên kết á, về một cái lĩnh vực á, thì đầu tiên chúng ta phải có một cái sự am tường về thị trường của cái lĩnh vực đó, thì chúng ta sẽ có nhiều cái lợi thế trong cái việc mà chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm. Thì ngày hôm nay thì mình là một người mà làm tiếp thị liên kết cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Chính vì lý do như vậy á, cho nên là mình có một số những cái chia sẻ từ cái kinh nghiệm của bản thân để giúp cho các bạn có thêm cái tư liệu để các bạn tham khảo. Và mình đã làm về cái lĩnh vực này trong thời gian là gần 2 năm và cũng đạt được một số những cái kết quả. Thì cái tiêu chí thứ nhất mà bà với bản thân mình á, thì mình sẽ chọn thứ nhất đó là những cái sàn giao dịch nào mà có cái chế độ hoa hồng được hưởng là mãi mãi. Trong những cái sàn giao dịch mà chúng ta tiếp cận á, thì có những cái sàn giao dịch, mỗi sàn giao dịch nó sẽ có một cái chương trình tiếp thị liên kết khác nhau, có nghĩa là cái chế độ hoa hồng khác nhau cho người làm tiếp thị liên kết. Có những sàn giao dịch á, thì nó chỉ cho chúng ta hưởng hoa hồng của cái người mà chúng ta giới thiệu á, là 3 tháng, nhưng mà có những cái sàn á, thì cho chúng ta hưởng 6 tháng, nhưng mà những cái sàn đó thì thường là mình không lựa chọn, mà mình lựa chọn những cái sàn mà có cái chính sách hoa hồng là mãi mãi. Và rất tuyệt vời đó là có rất nhiều những cái sàn giao dịch, kể cả những cái sàn giao dịch cũ cũng như cái sàn giao dịch mới á, họ làm được điều đó, họ có chính sách đó, và chúng ta tự do để chúng ta lựa chọn được những cái sàn như vậy. Thì vì sao mình lại chọn cái tiêu chí đó? Bởi vì khi mà chúng ta làm tiếp thị liên kết cho sàn giao dịch tiền điện tử á, thì nó không phải là cho hôm nay, và nó là một cái đường rất là dài, một cái xu hướng trong tương lai. Và những người mà khách hàng á, sau này họ sẽ giao dịch trên những cái sàn giao dịch tiền điện tử đó, họ sẽ ở lại với cái sàn giao dịch đó ngày nào, thì chúng ta sẽ có hoa hồng ngày đó. Thì khi chúng ta lựa chọn những cái sàn có những cái đặc tính như như vậy á, đặc tính gọi là được hưởng hoa hồng mãi mãi á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái lợi nhuận nhiều hơn và lâu hơn, và nếu không muốn nói là nó đưa lại cho chúng ta một cái thu nhập thụ động hàng tháng. Ví dụ như một số sàn mà mình làm thì ngày hôm nay nó vẫn lại đưa lại, mình làm cách đây 1 năm rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay nó vẫn đưa lại cho mình những cái thu nhập nói chung là đáng kể, đáng kể, nói chung là tuyệt vời, tốt. Cái đó là cái tiêu chí thứ nhất. Cái tiêu chí thứ hai đó là gì? Cái tiêu chí thứ hai đó là những cái sàn giao dịch mà chúng ta lựa chọn ạ, nó phải có những cái gọi là những cái điểm ưu việt. Những cái sàn giao dịch mà chúng ta lựa chọn nó phải có những cái điểm ưu việt về mặt gọi là những cái về mặt sản phẩm, tức là so những với những cái sàn khác ạ, nó phải có những cái ưu việt, có những ưu 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 điểm nổi bật. Thì các bạn biết rằng ngày hôm nay á, trên thị trường crypto á, nó có rất nhiều sàn giao dịch khác nhau. Tuy nhiên mỗi sàn giao dịch lại có một cái lợi thế, một cái lợi thế riêng, có thể những lợi thế về địa lý, hay là nó có thể là lợi thế về phí, hay là lợi thế về các tiện ích khác. Thì đó là cái yếu tố thứ hai. Vì sao cái yếu tố này nó lại lại quan trọng? Là bởi vì cái yếu tố này là một trong những yếu tố
giúp cho chúng ta có thể dễ dàng thu hút được những cái khách hàng, những cái user mà người ta sẽ có xu hướng đăng ký vào cái sàn này. Đăng ký vào cái sàn này thì nó sẽ giúp chúng ta cùng một cái việc làm, nhưng nó đưa lại chúng ta một cái hiệu quả nó cao hơn. Và cái yếu tố thứ ba là một cái yếu tố rất quan trọng, đó là cái sàn giao dịch mà chúng ta chọn thì nó phải dễ dàng để thúc đẩy tiếp thị trên các nền tảng, trên rất nhiều nền tảng khác nhau. Mình nhắc lại này, cái sàn giao dịch mà chúng ta lựa chọn nó phải dễ dàng được thúc đẩy trên các nền tảng tiếp thị khác nhau, có thể là nền tảng quảng cáo Facebook, hoặc là các nền tảng quảng cáo Google AdWords, hay là những cái nền tảng quảng cáo khác nhau, hoặc là những cái các nền tảng tiếp thị khác nhau. Thì mình thấy rằng ba cái yếu tố đó là ba cái yếu tố mà mình thường xuyên sử dụng và mình áp dụng trong thực tế để mình làm, để xây dựng cho mình một cái hệ thống đưa lại cái thu nhập thụ động. Và cái lĩnh vực crypto này cũng là một cái lĩnh vực mà nó đang là một cái xu hướng, đang là cái xu hướng. Thì mình nghĩ rằng nếu các bạn biết nắm bắt thì đây cũng là một cái cơ hội để các bạn xây dựng thêm một cái nguồn thu nhập nữa cho các bạn. Và cuối cùng, xin chúc các bạn thành công.